Hello nha, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Vũ Đại Gaming. Thì tiếp tục với series review nhân vật Summoner. Như video lần trước thì mình đã up set của em Sum này lên set thần level 100, set Blood Angel. Nhưng mà hiệu quả đem lại thì cực kỳ là đáng thất vọng, khi mà lượng đam đem lại là còn thua cả set Summoner Mix với set Cherub. Thì bây giờ mình sẽ up set của em này lên set thần level 600 và kèm theo đó là cây vũ khí. Thì đầu tiên chúng ta sẽ up cái set thần này lên 600 đầu tiên để so sánh thêm với set Mitchell, thì lượng đam đem lại và lượng đẹp có hiệu quả hay không. Thì để up set em này lên, mình sẽ phải đi đến nhân vật game và mua item up set. Đây ba, đây Dark Angel, đây là Dark Angel của vũ khí nha em. Còn Dark Angel này á mới là của asset áo quần, một lần sẽ tốn 500 rút. Và đây là server chính nên việc build đồ cho em nó là cũng cực kỳ là khó khăn đấy nha em ạ. Sau khi mua đủ 4 cục Dark Angel cho 4 món đồ thì chúng ta sẽ quay trở lại với gì? Map Noria, đi đến với nhân vật Gobi. Thì đối với series build em Summoner này thì cũng khá là nhàm chán vì việc up set lên dần dần thì không phải là một cái set mạnh nhất để đạt đến lượng đam đó nhất, mà là set nào phù hợp với map nào có thể tết, nên việc em build em nó là khá là nhàm chán. Nhưng mà nó sẽ giúp ích rất là nhiều đối với những anh em mới bước đầu đi build nhân vật Summoner. Ok, chúng ta sẽ đi đến với Gobi để up set em nó lên. Và ở đây mình cũng đã chuẩn bị hết ngọc để tránh mất thời gian của anh em. Chúng ta sẽ úp sao từ từ là cái mũ đầu tiên, 1B 1 sụt chào Grand. Chỉ cần 10 thôi, mình nhầm mắt rồi, chỉ cần 10 thôi, 10 chứ không phải là 30. 10 thì khá là đơn giản, tách em này ra 10, 1, 2, 3 xong. Tiếp tục 1, 2, 3 đây, chúng ta sẽ úp em nó lên. 10 sụt 10B, 100 và 1 grand, thì đây luôn luôn là 100% nha nhé. Lên thôi. Ở đây lưu ý một điều là cái việc star được cộng lên 7, thì khi set 100 star bao nhiêu thì anh em up lên thì nó lại sẽ vẫn giữ nguyên không hề thay đổi, cũng như là việc có lúc hay là không có lúc. Tiếp tục mình sẽ up tiếp 3 món còn lại và sau đó sẽ sót up lên cộng 11 và so sánh. 10B, 10 sụt, 100, 1 grand. À quên, 1 đặt răng view nữa. Đây, lên luôn. Tiếp tục cái quần là 10B, 10 sụt. Không thể thay đổi nhé, star là sẽ không thể thay đổi. Mình sẽ phải tách tiếp 10B. Và 10 xuống. Ok, chúng ta tiếp tục cục set. Bây giờ mình sẽ up set này lên cộng 11 để xem so với set Chrome em này có mạnh hơn không. Lượng thủ thì chắc chắn sẽ cao hơn. Đối với set level 400 thì lượng thủ của em nó đem lại là sẽ cao hơn 200 so với set Chrome nha nhé. Mình với Seminar. Ok, như vậy là sau một thời gian vật lộn với em Gobi, mình cũng đã up được set em nó lên cộng level 11. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhìn lại set Chrome một chút. Xemeden, Mid, Chrono thủ là 2.500 và lượng đam đem lại khi chưa có búp là 2.800 đến 3.300, cộng thêm 4.300 từ trang bị. Và bây giờ mình sẽ cùng với các bạn thay thế set em này với set level 600. Bây giờ mình sẽ phải tháo mũ xuống này, áo này,
quân này vào tay. Và bây giờ mình sẽ mang lên lại server 600. Vẫn thua nha anh em, lượng thủ đã được tăng lên đến 2.900, nhưng mà lượng sức mạnh thì không được tăng lên. Đây, mình sẽ đổi lại một lần nữa cho anh em thấy. Đây, 3.300 cho đến 4.300 lần, nhưng mà sẽ ADA đây, set ADA chỉ mang lại 3.200 và 4.100, thua gần đến 50 điểm, hơn 50 điểm. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng xem set ADA level 600 sẽ mang lại những gì. Skill Dam là 40, năng lượng sẽ được cộng thêm 70 điểm, đúc 4 Dam là sẽ 15% và Crit Dam sẽ cộng 75 điểm. Kèm theo đó khi đủ 4 món sẽ được tăng lên Crit Dam là 35, Dam hoàn hảo là 50 và bỏ qua phòng thủ là 7% chứ không phải là 5% như trước, và tất cả các star sẽ được cộng thêm 15 điểm. Crit Dam và Excellent Dam Ray sẽ được tăng lên 18%, nghĩa là tỷ lệ ra Dam hoàn hảo là sẽ được tăng lên 18 điểm. Như vậy là lượng set này sẽ không thỏa mãn anh em. Nếu như mà anh em muốn tăng lên lượng sức mạnh đáng kể thì mình nghĩ sẽ phải tăng lên thêm vũ khí 600. Nhưng mà áo quần của em này thì khá là đẹp, cực kỳ ngon lành. Bây giờ chúng ta sẽ tăng cái vũ khí này lên level 600. Và mình tin rằng khi mà tăng vũ khí lên level 600 thì em nó sẽ có đạt được lượng sức mạnh đủ để đi trên ở mạng Atlant 1. Chúng ta vẫn sẽ đến với nhân vật Jeep. Di chuyển vào 1, 2, 3. Đây, Dark Angel, Anvil 1.000 rút. Ui, khá là đau lòng. Rút của tôi. Chúng ta sẽ trở về Nordia và để xem em nó sẽ yêu cầu những gì. Tiếp tục, sẽ yêu cầu 30B, 30 sụt, 1 tao và 1 grant. Ok, mình sẽ tách 30B, 30 sụt ra. 30B và 30 sụt. Anh nhầm, mình đã tách cao. Đây, 30 sụt. Và 10. Và 100, 1 grand. 1 grand. Và 100. Ok, chúng ta sẽ cùng bắt đầu nâng cấp em nó lên level 600. Một cái vũ khí cộng 11, 16 ô, một cái đạn ăn veo, 30B, 30 sụt, 100 và 1 crate. Hiện tại cộng 11 thì lượng sức mạnh phép thuật em nó đạt được là 130% sẽ được tăng lên. Và bây giờ chúng ta sẽ úp em nó lên level 600. Đây là cái level 600. Khi mà đã cộng không là đã được là 100% sức mạnh phép thuật được tăng lên rồi. Đây, chúng ta sẽ úp em nó lên cộng 11 luôn. À, đối với đôi lúc thì anh em nên úp bằng sụt cho nó đỡ tốn chi phí. Bằng sụt thì mình cứ đập đài thôi. Có lúc thì rất là dễ. 3 4 5 6 7. Ui, lại tạch em này. Cũng sót thế nhỉ. 3 4 5 4. Ui, nó đi lui này anh em. Server mình khá là chua trong việc đập lên cổng chính để anh em. 7 8. Rồi, cộng 9 là đã đạt được 131 sức mạnh phép thuật rồi.
mình thử mang lên để xem đạt được bao nhiêu nha anh em. Vẫn là 3.001, hơn 1% không là đáng kể, cộng thêm được 5-6 dĩ điểm đấy. Bây giờ mình sẽ phục em nó lên level cộng 11 Equipment nâng cấp. Và chúng ta nên bỏ bùa chống mất 75% thành công. Một, mình vẫn sẽ là đời Ray 2. Theo tâm lý là mình muốn luôn đời Ray 2 của cái game của mình này, mình sẽ nâng lên 1, 2. Đấy, bây giờ là cộng 10. Cộng 10 sẽ tăng lên 135 sức mạnh phép thuật. Bây giờ chúng ta sẽ nâng lên cộng 11 mà không bỏ bùa lúc. Vẫn là phải đời Ray 2 thôi. 1, 2. Ok, mình sẽ chỉ tăng lên level cộng 11 mà thôi, 140 sức mạnh phép thuật. Như vậy là hơn so với cái gầy level 400 là 130, hơn 10%. Và mình sẽ tăng lên em nó lên 16 ốp luôn. Tại cộng 48, cộng 8, cộng 12. Rồi lại tại tay lên rồi, cộng 4 8, lại tay 4, tay 4. Ui, ngày hôm nay thật không phải là ngày may mắn của mình rồi. 12 16 luôn đi. Trời ơi, lại tay. Trời ơi, cái gì đây? 12 16. Rồi ok, như vậy là đã 16 ôm. Mình sẽ di chuyển đồ qua cho nó gọn. Mình không thích đồ nó có quá lộn xộn, mình sẽ rất là khó tìm. Đây, như vậy là mình đã mang em nó lên 16 ôm. Và lượng đam đã được tăng lên đó về 4.500. Sau vậy bên kia là 4.300. Và bây giờ mình ra mình sẽ book lên một thử skill book của em đó. Đây, book lên. Đã là 5.800, hơn rất là nhiều so với 5.500, hơn 300. Và đường đẹp đem lại là 2.800, hơn 300 so với set Stamina, Beat và Chrono. Bây giờ mình sẽ di chuyển đến map Cube Mai. Ok, như vậy mình vừa di chuyển đến map Cube Mai. Và như anh em cũng đã thấy, lượng đam sẽ không được tăng lên quá rõ rệt so với 300 điểm Wix sức mạnh phép thuật. Và lượng đam tối đa mình đạt được là khoảng đến 90k đam so với là gần 80k đam của video lần trước khi mà mang set Chrono. 70k đam này rất là nhiều. Và đam lượng đam cũng là dày hơn. Và anh mà có thể solo ở map Cube Mai. Và khi kéo team có thêm e-book thì chắc chắn là sẽ trụ được ở map này rất là ok. Và bây giờ mình cũng sẽ phải di chuyển lên map Atlas 1 để thử xem lượng đam em nó ở Atlas 1 có đủ để chiến đấu hay không. Ok, vừa rồi là mình vừa di chuyển em nó đến map Atlas 1 và lượng đam đạt được cũng khoảng đến 83k đam là cả tối đa. Và lượng đam xảy ra cũng là rất là dày. Và như cũng các bạn cũng đã thấy, lượng đam element của quái gây ra là đến 475, gần 500 điểm, cộng thêm 400 điểm của đẹp bình thường nữa là đến tầm 700 đến 800 điểm. Thì so với video lần trước thì lượng thủ của em nó đã được tăng lên ở lượng đam bình thường, còn đối với đam đầu tiên thì sẽ không thay đổi bởi vì mình đã không có tăng cái gì hết về cuốn sách thuộc tính. Như vậy thì việc tăng lên set level 600 cũng như là gầy level 600 chỉ đem lại lượng đam của em nó mà thôi, còn lượng thủ thì gần như là không thay đổi quá nhiều. Như vậy để đi trên ở các map ở season sau này, việc anh em có được một cuốn sách thuộc tính mang lại được lượng thủ để có thể trụ vững ở những cái map level cao, so với việc anh em tăng lên lượng đam để đi cứu quái thì nó rất là quan trọng. Ở video lần sau mình sẽ thử mang một cuốn sách khác, là một cuốn sách thuộc tính có thể là có bút nick và được phục cả enter là level 10-10-10 hoặc là 7-7-0 đủ để đi trên ở map này xem có sự thay đổi đó được hay không. Hy vọng video này có thể giúp ích được cho anh em trong cái việc so sánh cũng như là suy nghĩ có nên nâng lên set level 600 so với set Chrono, mix với Semidon.
và như anh em cũng đã thấy nó đã có một kết quả rất là rõ rệt so với hôm qua. Em đã có thể farm được ở bảng upline 1 khi mà đi về tip, cũng như là có e-book. Nếu như anh em muốn mình mang e-book và tìm lên map upline 1 để thử xem em đã có thể kéo được tim hay không, thì hãy để lại bình luận ở dưới video để mình có thể ra được video series build nhân vật summoner ở các video tiếp theo. Bye bye và hẹn gặp lại anh em. À, anh em đừng quên để lại cho mình một like cũng như là một đăng ký kênh nếu như video này có thể giúp ích được ít nhiều cho anh em. Bye bye và hẹn gặp lại.